cái view để chuyên trả. Bởi vì ở Mỹ này cái nhà nó không có giống như nhà ở Việt Nam mở cửa ra thông thoáng, nên là khi mà chiên trong nhà nó sẽ hôi, rất là hôi ở trong nhà. Cái mùi nó sẽ ở lại trong cái nhà rồi trong cái phòng nữa, nó rất là lâu, nên mình phải đem đi ra ngoài này mình chiên. Mua cái bếp ga nhỏ tiện lợi này chiên này. Cuộc sống ở Mỹ là như vậy đó mọi người ơi. Muốn ăn là phải lăn vào bếp. Rồi chả cá này thì nấu món gì? Mình người Đà Nẵng thì đương nhiên sẽ nấu bún chả cá, bánh canh chả cá nha. Bánh canh mà có chả cá vô ăn nó thơm gì đâu luôn á, nó tăng thêm cái hương vị đậm đà của cái bánh canh. Chả cá này mà để ăn cơm á thì mình sẽ xếp gà kho với chả cá. Đây là món ăn địa phương. Trời ơi, còn cho mấy ông nhậu chỉ cần một chai bia với lại chả cá chiên này chấm ăn, chấm nước mắm ăn là chấm nước tương. Còn mấy ông nhậu thì chỉ cần một chai bia và một chai tương ớt chấm ăn là hết sảy con bà bảy rồi. Chả cá ra làm nhiều món ăn ngon lắm. Tiếp theo nha, con người ta mỗi người một khuôn mặt thì chả cá thì mỗi miếng sẽ là có một cái hình dáng khác nhau, chuyện rất là đơn giản. Mình không bị dơ tay, sạch sẽ. Mà miếng chả cá chiên ra nhìn cũng dễ thương, cũng ngon mà. Đây, nó teo lại là ta như thế này rồi. Wow. Có thể làm chả cá Lã Vọng. Chả cá Lã Vọng hình như là cá tươi làm chứ thì là, rồi kèm thêm cái này nữa. Xù trời ơi, mình chưa bao giờ được ăn chả cá Lã Vọng, chỉ xem video thôi đó mọi người. Quá đã. Bún chả cá ngon tuyệt vời luôn á trời. Ông chồng mình mới đi làm gì nè. Vợ ơi, nào gì? Chả cá ngon quá. Ngon quá, ăn thử miếng đi. Try it. Looks yummy. Ừ, thử miếng coi. Ngon không? Wow, cái miếng chả cá xé ra mà nó giòn dai. Perfect. Xem ngon quá. Ngon quá. Ừ. Mê chê ngon quá. Ừ. Chả cá ngon quá. Ừ. Chả cá ngon quá. Ừ. Yummy. Biru o nomitai. What? I want to drink beer. Ăn cái món này mà uống bia một cái ta nói đường về tim em ôi băng giá luôn. Không biết máy cách cho đủ. Wow. Dạ, ăn miếng nữa vợ ơi. One more? Please. Okay, get it. Ôi trời ơi, hay ăn gì, tôi ngồi tôi chiên mà cứ lượn qua lượn lại. Yes, you can eat anytime. Ooh. Ách chú cha, thương vợ ghê hỉ. Ăn gần hết rồi mới cho vợ miếng. Giật tình luôn á mọi người, có cái miếng nè. Ăn hết trơn. Ăn chứ ngu gì không ăn. Kiểu này tôi không biết. Chiên mà một miếng ăn một miếng là thấy bà rồi. Wow. Đã quá. Xong tất cả cá rồi nha mọi người. Bây giờ mình làm chả mực nha. Mọi người có thể thấy là có miếng mực luôn nè. Đó. Mình chỉ nêm nếm gia vị thôi chứ mình mua sẵn người ta làm á. Chả mực nhìn nó khác liền, chả cá nó màu hơi xám xám, chả mực là cái màu trắng. Chả chiên cũng đã xong rồi, ngồi cả tiếng trời mới chiên ra được. Đây là chả cá, đây là chả mực. Vì sao có hai cái món này ở trên bàn? Đâu phải ăn đồ của vợ là dễ đâu. Hôm nay là phải cho Brian chơi trò chơi thử thách. Thắng thì mới được ăn chả cá với lại chả mực. Thua cái là ăn khổ qua với lại ăn chanh. Ăn cho đắng đời anh luôn. Vừa đắng đời mà vừa đáng đời nữa. Xong rồi nha mọi người. Mình cũng đã nướng xong chả cá, cũng xong chả mực. Bây giờ mình cùng chơi game nha. Ăn đồ ăn của vợ đâu có dễ như vậy đâu. Let's do it. Let's do it. Okay, I'm play fair, I play first. Bởi vì ổng nói mình là người tạo ra cái game này nên là mình phải người người chơi trước. Ok luôn. Oh, trời ơi. Ok, mình ăn chanh nha.
Nhìn mà muốn chảy nước miếng rồi. Chua quá. Brian ăn khổ qua nha, ổng rất ghét ăn đắng. Để thử cái reaction. Làm lố mà làm quá không ơi. It's not very good. Ổng không có ăn đắng được, ổng mà ăn cái này coi như là hành hạ ổng đó. Lâu lâu phải hành một chút chứ. Ăn very đồ green. Ngon quá đâu có được. My turn. Yes. Ai biết chơi trò này không? Mọi mơ. Ok. Mình sẽ ăn khổ qua. Đắng quá. Yes. I mean ok it. You can have it. Liar. Ông đó ông làm được rồi chứ. Yeah. Hey, you gotta finish it. I mean I'm sure I have half. Ok too. One more time? Sure. Go for okay. It. Round three. Fight. Round two. Round three. Round three or round two? Don't round know. Okay. Ai biết chơi trò này ta? Trời ơi! Ông không biết cái món này là cái món ăn dễ, mình sẽ ăn cái món này. I eat this one. What is that? It's still right. I mean, John. Hey, your reaction threw me off. Ông nói vô cái phản ứng của mình làm cho ông sợ. Cái này là cái trái củ sắn ăn ngọt. Vô. Không tưởng nó dở hay là nó đắng hay nó chua gì. Ăn cái ngon nè. Good. It tastes like potato. Ông kêu cái vị giống như khoai tây. Trời ơi. Trời ơi. Yum. Ok, chơi lần cuối nha. Chưa được ăn chả luôn đó mọi người. Chơi để được ăn chả chứ. Hồi nãy mình được thử chả cá nhưng mà chưa thử chả tôm. Let me win. Oh my god. Yeah. Hey, you try. You can't choose this one anymore. This one's good. Okay. Okay, mình sẽ ăn khổ qua lần nữa. Mình sẽ hùng ông mới lại mới được. Yeah. Your joy, I eat half and you can eat half. Đúng quá, chưa được ăn chả nữa. Ok, last one. No, cancel this one. Ok, last one. Oh my gosh. Oh my gosh. You yeah, ready? Mình ăn chanh nha. Ready? Ready. One more. Chua quá. Hai vợ chồng không biết chơi, ngu chơi thì chi. What is wrong with this bottle? You have to eat it. Bây giờ ăn thử miếng chả mực đi mọi người. Chả mực nha mọi người. Right. We're gonna move on to the real food because we ran out of challenge food. Yes. Ăn với lại tương ớt. Ngon rất cái nách. Ví dụ ổng coi. Take a bite. Take a bite. Ổng biết chiêu rồi, ổng sợ mình đứt ổng, ổng cho mình ăn ổng thì quê. Ok. Mm.
chả tôm ngon quá. Ủa nhầm, chả mực. Trời ơi, chả mực mà nãy giờ nó chả tôm. Ăn phụ hoa nhiều quá, đắng miệng rồi, nói tầm bậy luôn. Chả mực, chả mực, chả mực. Ồ, chả mực ngon quá. Chị ạ, ông dám cho mình đút, ông sợ mình đút ổng rồi mình bỏ vô miệng mình. Perfect. It's good. You know what it is? Chicken. Oh my god. Mình hỏi cái gì ông kêu gà. Not chicken. Chicken of the sea. No. Sweet. Really? Yeah. You feel you eat like crumbly a little bit inside? Sweet. Okay, một miếng nữa mọi người. It's good. Ngon ngon. Cái ông đồ, cái ông bán đồ này á, tươi nha. Đợt sau mình sẽ mua nhiều hơn. It's sweet. Lấy rồi. One more. Oh. One more. Cứ để vậy là ăn hết gì á. Ngon lắm. Thôi sau qua bao nhiêu cay đắng thì cũng phải ăn một đồ ngọt ngào, ngon ngon thơm thơm một chút. Cảm ơn mọi người đã xem video nhà B&G. B&G. Mọi người hãy cho B&G một like, một share, một subscribe. Ok. Bye bye.